Đây là những bí mật đen tối thầm kín của các chị em mà họ sẽ không bao giờ công nhận với các bạn nam. Hi everyone, stay đây. Bí mật đầu tiên đó là đại đa số con gái đều biết chính xác là thằng bạn mình có đang thích mình hay không, nhưng họ sẽ giả vờ như không biết với cái mục tiêu là hy vọng là sau một khoảng thời gian chán nản thì bạn nam ấy sẽ phai nhạt tình cảm, quen em khác và mối quan hệ bạn bè anh em chí cốt của hai người vẫn giữ như cũ. Chứ không có ai là không biết đâu, biết sẵn hết đó, vờ việc đấy. Bí mật số 2 là bất kỳ người con gái nào cũng có một lượng lượt FBI ngầm, nó sẽ bao gồm là hội bạn thân hoặc là con nhỏ em trong nhà, và chỉ cần có một cái tên của bạn thôi thì đảm bảo là từ cung hoàng đạo của bà ngoại bạn cho đến giờ tập thể dục của bố bạn cũng sẽ được họ biết hết. Nên nói chung là đừng có làm gì sai trái dối trá để mà họ phải bật cái mốt này lên, chứ không thì chắc chắn là lộ thôi. Bí mật số 3 đó là mọi đứa con gái trên đời này đều thích được đặt nickname bởi người mà họ thích. Mình không quan tâm là cá tính của họ mạnh mẽ hay là đô vật như thế nào, họ sẽ luôn thích được đặt một cái nickname dễ thương với người yêu. Tùy vào độ mặn mà của cô gái ấy mà các biệt danh có thể bựa tới mức kiểu như ú nú hay là mập.